Ok, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video trước của chúng ta đã tìm hiểu về có ích rồi nha. Thì ở trong phần có ích chúng ta đã xuất hiện một cái đấy chính là mạng. Mà mạng thì mình chưa nói đúng nhỉ, đấy thì ở trong video mình nói về mạng chưa. Đấy là lý do vì sao mình đến tận video này mình nói về mạng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về mạng nha. Thì cái mạng này tại sao nó xuất hiện là mạng? Thì các bạn thấy không nhỉ, ở trong chính ví dụ này thì ta nêu được cái hay của mạng nhé. Thay vì là chúng ta sẽ lưu trữ các cái giá trị này cho các cái biến nhé, bởi vì bây giờ mình sẽ như này nhé, bảo mình sẽ thấy rằng là bây giờ để mình lưu trữ bằng này các cái giá trị thì mình sẽ sử dụng đến tận 4 biến đúng nhỉ. Ví dụ như là gia đình tôi 1, gia đình tôi 2, gia đình tôi 3, gia đình tôi 4 là lần lượt bằng gia đình tôi 1 bằng bố, gia đình tôi 2 bằng mẹ, gia đình 3 bằng em gái, gia đình 4 mình đúng không ạ. Thì thay vì cách đấy thì mình sẽ sử dụng mạng đúng nhỉ, để mình chứa tất cả các giá trị này trong mạng đúng nhỉ. Và khi mình in ra thì mình chỉ cần in rất là dễ dàng thôi đúng nhỉ. Đấy, in ra nó mình sẽ là echo đúng nhỉ. Ví dụ mình cần lôi cái giá trị đó ra thì mình sẽ là gia đình đúng nhỉ, gia đình. Và mình sẽ in cái giá trị, cái thứ tự của cái giá trị đấy ở trong cái mảng này. Ví dụ như là mình muốn in ra giá trị mẹ đúng nhỉ, thì nó nằm vị trí thứ 2 đúng không. Đó, thì mình sẽ in ra vị trí thứ 1. ở đây mình vừa nói nó là vị trí thứ 2 nhưng mình lại in ra là 1. Vì sao nhá, bởi vì mảng này sẽ bắt đầu là 0 đúng nhỉ. Mảng bắt đầu từ 0 nhỉ? Giống như mình nói là phim vòng lọc với kho đấy, bạn nên sử dụng là 0 cho nó quen đúng nhỉ. Như mình đã nói thì đây chúng ta nhớ là vị trí thứ 2 là mẹ thì ở đây sẽ là 1 đúng nhỉ. Đấy, còn nếu muốn bố thì ở đây chắc phải là 0 nhá. Đây ví dụ này, in ra là 0 này. Đấy đúng nhỉ, mình sẽ echo ra. Đấy, và mình sẽ là in tiếp cái mảng gia đình ở phần tử thứ hai luôn, đấy chính là mẹ đúng nhá. Đó đấy, bây giờ mình sẽ ra ngoài Chrome chạy nhá, Chrome chạy. Đấy, bạn thấy nhà như vậy là in ra được bố và mẹ đúng nhỉ. Đấy thì bạn thấy rằng chúng ta quay trở lại đấy, mảng chúng ta đúng nhỉ, mảng chúng ta rất lợi đúng không, lưu trữ được nhiều các giá trị mà cùng một mục đích chúng ta. Đấy, ví dụ như sau này các bạn mảng này bây giờ ví dụ sau này nhá, các bạn sẽ khởi tạo trong cái mảng. Và cách khởi tạo thì ngay trên nó, ví dụ như mình sẽ tạo cái mảng bài viết. Đấy, à không, mảng bài viết thì hơi quá. Mảng bài viết đi, đúng nhỉ. Mình sẽ tạo cái mảng đấy, và đây sẽ là mảng này. Và trong này, ví dụ như bài viết đầu tiên, tiêu đề bài viết đầu tiên sẽ là A giết người. Đấy, bài viết thứ hai có tên là B giết người. Đấy, cứ thế. Bài viết thứ ba, C giết người. Phải biết cái trang gì mà toàn bài báo tiêu đề giết người thôi. Đó, đúng nhỉ? Sau này các bạn in ra thì các bạn đổ dữ liệu lên trang web thì các bạn sẽ đổ cái này ra thôi. Các bạn chạy, dùng coi để chạy. Coi luôn, làm luôn và trước luôn. Các bạn nhớ nhỉ? Đầu tiên sẽ là mảng nào? Sẽ là mảng bài viết đúng nhỉ? Dùng phân tử nó chạy. Ví dụ như ở đây sẽ là tiêu đề post đúng không? Tiêu đề post. Đó, sẽ cái gì rồi? S cơ mà, S. Đúng nhỉ? Đấy, các bạn nhớ là S. Rồi trong phổi thì các bạn sẽ làm công việc gì? Echo ra. Tiêu đề bài viết là. Rồi sau đó chấm ca, sau đó mình sẽ in nó ra cái title post đúng nha. Bạn nào chưa hiểu về phổi thì xem video trước. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài Chrome ra. Người lỗi các bạn. Đấy thì con thấy nha. Đây tiêu đề là A giết người, là B giết người, mình quên phòng B giết người, nó là C giết người đó. Thế thôi. Đúng nhỉ? Đấy, thì cứ lần lượt như thế đấy cơ. Đó là mảng nhá. Đấy, tác dụng của mảng hay lắm. Đúng nhỉ? Trong video này chúng ta cứ tạm thời tìm hiểu đấy. Tại sao lại chúng ta sử dụng mảng, không sử dụng các biến nhỉ? Tại vì mảng nó chứa được nhiều giá trị hơn. Và chúng ta chỉ cần lưu vào trong một biến, đó là biến của kiểu của mảng thôi. Đúng nhỉ? Cái thứ hai nữa là dùng cái mảng này chúng ta sẽ khỏi nó dễ hơn. Đấy. Rồi. Thì video này dừng đây thôi nhá. Trong video sau chúng ta sẽ tạo function chúng ta sử dụng nhá, tạo ra một cái hàm này nhá. Rồi video này dừng.